Sáng nay ngày 3 tháng 4, Sở Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023. 10 sản phẩm được trao kỷ niệm chương và chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2024, gồm bộ sản phẩm cói treo tường của Hợp tác xã Thủ công Mỹ nghệ Tân Thọ, huyện Nông Cống, chiếu cói Quảng Phúc của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ Nông nghiệp Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, đồng trùng hạ thảo khô của Hộ Kinh doanh Lê Trường Trường, huyện Hoàng Hóa, trà xanh túi lọc Bình Sơn và trà cà gai leo túi lọc Bình Sơn của Hợp tác xã Dịch vụ Nông lâm nghiệp Bình Sơn, huyện Triệu Sơn. Bộ sản phẩm đông trùng hạ thảo sấy khô dạng sợi, cao đặc đông trùng hạ thảo, mật ong ngâm đông trùng hạ thảo của Công ty Cổ phần Dược liệu Sukha Việt Nam, huyện Hậu Lộc, mắm tôm đặc biệt Tắc Huy và nước mắm thượng hạng Tắc Huy của Hộ Kinh doanh Đồng Thị Huy, thị xã Nghi Sơn, tinh dầu xả chanh và xịt đuổi muỗi Atimos của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Tinh dầu Minh Hồng, huyện Thạch Thành. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được chứng nhận là sản phẩm đặc trưng của địa phương, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Từ 10 sản phẩm được công nhận, ban tổ chức sẽ lựa chọn 6 sản phẩm gửi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực. Tiếp đó, Bộ Công Thương sẽ lựa chọn bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.